Không phải cô đơn, đây mới là ba nỗi sợ ám ảnh với cha mẹ già. Kính thưa quý vị, khi đến một độ tuổi nào đó, con người sẽ hiểu sâu hơn về sinh lão bệnh tử và dần ngộ ra được nhiều điều. Khi về già, con cái sẽ ngày càng trở nên xa cách, bởi vì khi cha mẹ ở độ tuổi 70, 80, cũng là lúc con cái bước vào độ tuổi trung niên. Tuổi tác ngày càng lớn, nhiều vấn đề nảy sinh trong cuộc sống, thì làm sao có thời gian ở bên cha mẹ mỗi ngày. Cha mẹ già cũng từng trải qua giai đoạn này nên rất thấu hiểu. Vì vậy, họ sẽ không phàn nàn mà sẵn sàng chịu đựng sự cô đơn một mình để đổi lấy hạnh phúc của con cái. Khi cha mẹ về già, có ba nỗi sợ. Suy cho cùng, cả đời khổ cực nuôi con, đến cuối cùng vẫn vì con cái. Một, đầu tiên, sợ cuộc sống con cái không tốt nhưng bản thân cũng không thể giúp gì được. Khi còn nhỏ, chúng ta luôn nghĩ rằng cha mẹ là người toàn năng, cơm nước nấu sẵn, mùa đông cần quần áo ấm, đến kỳ phải đóng tiền học, họ sẽ làm mọi điều để cho con cuộc sống tốt nhất. Cha mẹ cho bạn tất cả tình yêu của họ, nhưng họ chưa bao giờ cảm thấy đủ. Tuy nhiên, khi cha mẹ đã già yếu, thực sự không có cách nào để giúp bạn. Họ chỉ có thể lo lắng và thường xuyên hỏi thăm tình hình của bạn. Đôi khi, họ cảm thấy bất lực khi biết khó khăn của con cái, nhưng lại không thể làm được gì. Khi đồng nghiệp Tiểu Chu mua nhà mới, mẹ anh từ quê nhà đưa 2.000 tệ cho Tiểu Chu. Tiền ở nhà chỉ có ngần này, tuy ít ỏi nhưng con cầm lấy để góp thêm. Câu nói này khiến cho người ta phải nghẹn lòng. Cha mẹ đưa tiền cho con còn sợ cho ít thì làm sao đền đáp được. Khi tuổi trẻ gặp sóng gió, người lo lắng nhất chính là cha mẹ. Người thân, bạn bè bên cạnh không có mấy người tương trợ, nhưng bố mẹ nhìn thấy thì xót xa vô cùng. Có thể làm được gì để giúp đỡ, họ đều không ngần ngại. Thứ hai, sợ tình trạng ốm đau của bản thân sẽ kéo theo con cái sa sút. Nếu một ngày bạn nhận được tin bố mẹ ốm, thường là khi bệnh tình đã trở rất nặng. Không phải họ thường không mắc bệnh tật, mà bởi vì nếu đó là một bệnh nhẹ, họ sẽ không nói cho bạn biết. Khi cha mẹ già yếu, bệnh tật ập đến, hầu hết họ đều có tâm lý một mình chịu đựng, tự chăm sóc lẫn nhau mà không để con cái lo lắng. Đừng làm phiền con cái, đây là chuyện chung của các bậc cha mẹ. Đôi khi họ chỉ muốn ở một mình, cũng không chuyển tới thành phố, sống với con cái, chính là vì sợ con phiền phức, sợ con bị ảnh hưởng. Loại sợ này thực chất là tình cha mẹ vô bờ bến. Thứ ba, sợ ăn nói không cẩn thận trước mặt con cái. Khi bạn thấy cha mẹ phải cẩn thận khi nói chuyện trước mặt bạn, họ thực sự đã già. Người lớn tuổi có thể nói nhiều hơn, vừa nói xong đã quên, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần một điều gì đó, khiến chúng ta đôi khi cảm thấy phiền. Khi bạn lớn tiếng trách móc cha mẹ, họ sẽ rất buồn, nhưng sẽ không nói ra mà chỉ âm thầm tủi thân và rơi lệ. Cha mẹ già rồi cũng giống như một đứa trẻ. Họ sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt bạn giận dỗi. Khi bạn cười, họ cười. Nếu bạn giữ khuôn mặt căng thẳng, họ cũng cảm thấy khó chịu. Điều đáng ngạc nhiên là chúng ta càng trưởng thành thì càng học được cách vui vẻ, sờ lời với người ngoài, nhưng lại cư xử có tình, khó chịu khi về nhà. Cuộc sống dù có vất vả đến đâu, cũng đừng đổ lỗi cho cha mẹ, đừng trách họ cho mình quá ít. Trong hàng trăm điều thiện, chữ hiếu đứng hàng đầu. Đừng bao giờ oán trách người đã sinh ra mình, mà hãy đối xử dịu dàng với họ. Kết luận, tuổi già là một cỗ máy không thể ngăn cản. Mọi người đều già đi, thế hệ này sang thế hệ khác nối tiếp nhau không ngừng. Cha mẹ già là tấm gương phản chiếu chính bạn trong tương lai. Cách bạn đối xử với cha mẹ bây giờ cũng chính là cách mà con cái đối xử với bạn sau này. Khi thấy con cái tiến về phía trước không có chỗ dựa, cha mẹ già không khỏi bận tâm, bởi ai cũng từng trải qua giai đoạn năm tháng gió sương, họ luôn thấu hiểu và thông cảm cho bạn. Khi bạn thực sự hiểu được điều cha mẹ sợ hãi, bạn sẽ biết được công ơn của cha mẹ lớn tới nhường nào. Một ngày nào đó, bạn sẽ không còn được nghe thấy tiếng cha mẹ gọi bạn về nhà ăn cơm, cũng không nhận được cuộc gọi thăm hỏi, nhắc nhở giữ sức khỏe từ cha mẹ nữa. Một ngày nào đó,
bạn sẽ trở thành một đứa trẻ mồ côi, không còn bề trên chăm sóc, phải tự dựa vào chính mình. Nếu cha mẹ còn, thì cuộc đời vẫn còn điểm tựa. Nếu cha mẹ ra đi, thì cuộc đời này không còn trốn quay về. Vì vậy, dù khó khăn đến đâu, cũng đừng làm khó cha mẹ. Dù bận rộn đến đâu, cũng phải báo hiếu cho cha mẹ. Dù nghèo khó tới đâu, cũng đừng để cha mẹ phải chịu khổ cực. Người khôn ngoan luôn cúi đầu trước ba kiểu người này. Kính thưa quý vị, người khôn ngoan luôn cúi đầu trước ba kiểu người này. Đó là ba kiểu người nào? Kính mời quý vị cùng nghe những chia sẻ về sống khôn ngoan, cần biết cúi đầu nhé. Cúi đầu là biểu hiện của người biết khiêm nhường, có thể lắng nghe khuyên bảo của người khác để hoàn thiện bản thân. Người càng thông minh càng biết cúi đầu trước ba người này. 1. Cúi đầu trước cha mẹ. Trong cuốn Sơ Khắc Phách Án Kinh Kỳ có một câu chuyện kể về chàng trai tên là Lưu Đạt Sinh. Anh là một nhân sĩ phủ Khai Phong thuộc Hà Nam, sống vào thời nhà Tống. Cha mất sớm, anh và mẹ tên là Ngô Thị sống nương tựa vào nhau. Một ngày nọ, Lưu Đạt Sinh cùng mẹ tới một ngôi đền đạo giáo gần nhà để cầu phúc. Cũng từ hôm đó, mẹ của anh đã nảy sinh tình cảm thân thiết với vị đạo sĩ. Lưu Đạt Sinh cho rằng mẹ hành động như vậy là không giữ lễ tiết, đang làm điều sai trái, nên ra sức khuyên can mẹ cắt đứt mối quan hệ với vị đạo sĩ nọ. Tuy nhiên, mẹ của anh đã không nghe, hơn nữa còn cho rằng anh đang cản trở tình cảm cá nhân của bà. Vì vậy mà hai mẹ con đã lời qua tiếng lại, cãi nhau to tiếng tới mức phải dẫn nhau lên công đường nhờ hóa giải. Tại công đường xử án, quan phủ đã hỏi Lưu Đạt Sinh vì sao lại để cho mẹ mình tức giận đến thế. Lưu Đạt Sinh một mực nhận lỗi về mình là do bản thân phạm sai lầm, nhằm vào đúng vấn đề mà mẹ không vui, cam chịu nhận hết hình phạt. Quan phủ cho rằng Ngô Thị cũng có cái sai nên phải chịu hình phạt 20 gậy. Thấy vậy, Lưu Đạt Sinh vội nằm lên người mẹ để cho mẹ không phải chịu đau đớn. Bởi vì Lưu Đạt Sinh có biểu hiện một mực cúi đầu trước mẹ mình, nên là quan phủ vô cùng yêu thích Lưu Đạt Sinh, đã tiến cử anh tới làm việc cho triều đình. Kết quả là anh ta sự nghiệp thăng tiến, gia đình cũng ngày càng phát đạt thịnh vượng. Thực tế thì không phải tất cả các bậc cha mẹ trên đời đều xứng với địa vị của mình, bởi vì họ không phải là đấng toàn năng, nên cũng không tránh khỏi có những lúc mắc phải sai sót. Tuy nhiên, trong quá trình dạy bảo chúng ta, cha mẹ luôn xuất phát từ tâm muốn tốt cho con cái, theo ý nguyện của cha mẹ, từng bước trưởng thành. Có lúc chúng ta gặp phải tình huống không theo ý muốn, nhưng nếu biết làm theo lời giáo huấn của mẹ cha, thì tương lai sẽ tràn ngập ánh nắng mặt trời. 2. Cúi đầu trước bậc nhân nghĩa. Vào những năm đầu của triều đại nhà Hán, Lưu Bang đã cử sứ giả của mình là Lục Cổ đến Nam Việt để mà đàm phán với Triệu Tha. Lúc đó Triệu Tha lợi dụng tình hình hỗn loạn, đã đem quân chiếm lấy ba quận và tự mình phong vương. Lục Cổ đem theo phong ấn của Lưu Bang đi Nam Việt, thấy Triệu Tha ngồi trên ngôi cao với vẻ mặt thờ ơ coi thường. Lục Cổ nói, Lưu Bang có thể bình định thiên hạ trong vòng 5 năm, đây không phải là sức người có thể làm được, mà là thuận theo thiên ý. Lưu Bang thương cảm dân chúng lầm than, không muốn xảy ra tai họa chiến tranh, vì vậy mới sai sứ giả mang phong ấn đến với chủ trương hòa hiếu. Triệu Tha bỗng nhiên bừng tỉnh, cúi đầu nhận lấy phong ấn. Người xưa nói, bậc thầy nhân nghĩa thì không nên đụng đến dù chỉ một ly. Phàm là bậc vương giả mà cao cao tại thượng, không phải do ông ta có quyền lực lợi hại đến đâu, mà là bởi ông ta có thể trở thành người có năng lực quy tụ lòng người. Đây là biểu hiện của nhân nghĩa. Vì vậy, người thông minh chắc chắn sẽ biết cúi đầu trước những người nhân nghĩa và đứng về phía nhóm người chính nghĩa. Một người dù thông minh đến đâu, nếu không có nền tảng của lòng nhân nghĩa thì nhất định sẽ thất bại. Đạo lý này dù ở thời nào cũng được thế nhân coi trọng. 3. Cúi đầu trước kẻ hồ đồ. Làm người, lúc nào nên hồ đồ thì nên hồ đồ, lúc nào cần thanh tỉnh thì nên thanh tỉnh. Có như vậy cuộc sống mới có thể thông tỏ. Thông thường, khi gặp người quen trên đường, chúng ta sẽ hỏi han kiểu như, bạn ăn cơm chưa?
bên kia trả lời là chưa, rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười và rời đi. Tại sao đối phương chưa ăn cơm mà người kia lại không mời anh ta? Nếu suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn, hàng loạt rắc rối sẽ ập tới, quan hệ giữa các cá nhân sẽ trở nên khó xử. Người thông minh tỏ ra hồ đồ một chút lại chính là hành động đúng đắn. Giả vờ hồ đồ cũng giống như một viên đá được mài nhẵn các góc cạnh và sẽ không khiến cho người khác chịu tổn thương và oán hận. Gặp người hồ đồ, chúng ta cần học được cách cúi đầu nhường bước, như vậy mới giúp cuộc sống được an nhiên tự tại. Người xưa nói, quá cứng sẽ dễ hỏng việc, mềm như nước lại không có tổn hại gì. Làm người thì cần làm được vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo, vừa thể hiện được sự mạnh mẽ trong công việc, sự nghiệp, vừa thể hiện được sự thiện lương, hiền lành trong đối nhân xử thế. Cúi đầu có thể phân thành hai loại, một là cúi đầu cười, hai là cúi đầu khóc. Thay vì bị ép cúi đầu, chúng ta nên chủ động cúi xuống trước để tránh bị sỉ nhục và phạm vào quy tắc làm người. Bởi vì hiểu được cho nên mới biết cúi đầu, học được cúi đầu mới có thể ngẩng cao đầu.